Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm quang mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm rét hại. Đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng trời rét, vùng cao rét đậm rét hại. Các địa phương trong tỉnh duy trì trạng thái thời tiết đêm và sáng trời rét đậm rét hại, sáng sớm xuất hiện sương muối. Vì vậy người dân cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại, đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm do giá lạnh gây ra. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, đêm ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 75%. Vùng đồi núi cao, đêm ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 85%. Thành phố Lào Cai, đêm ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu du lịch Sapa, đêm ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 85%.